Nick mẹ nick của mấy mấy vị là do YouTube và mấy vị đăng ký kênh của em. À, dạ, ngon mới ăn là kênh của em là chủ, em là chủ. Dạ quý vị. Dạ kênh của em là ngon mới ăn. Dạ. Em ăn gì vậy? Dạ, em ăn phở tái độc. Tái độc hả? Dạ, phải là tái độc nha. Rồi, tái. Em bấm tái vô trong người đi. Dạ, tái độc là không ăn. Tái độc em mới ăn. Độc đúng rồi. Ờ. Dạ. Này là độc. Đập xong tái. Nhớ nhớ bấm like and share and subscribe giùm em. Em đang đợi nút vàng nút bạc. Yeah. Đó nó gọi là tái. Gọi là tái đập nha, chứ không có tái bầm. Đập cho tái. Không. Ý là đập đó, rồi bị tái. Đập cho tái rồi em mới ăn. Đập mà nó còn tươi là em không ăn. Bấm subscribe like and share giùm em, ok. Ok, tái đập cho bầm bếp anh. Tái mà chưa dập chưa bầm em không ăn. Đây gọi là tím tái. Đó là không, còn vô tiệm phở Hương Lan cái đó là tái bầm rồi em mới ăn. Kêu tôi vợ tái bầm rồi em mới ăn. Ok đó. Thú vị không quý vị? Nhớ đăng ký like của em nha. Bấm tắt đi. Rồi. Thằng này mới trợ lý tao thui gì, thui việc mày nữa. Ủa bấm tắt rồi dơ mặt ai vậy mày? Quay tập 2, chuẩn bị ăn miếng cầu tiên. Ủa thơm chưa? Thôi tới đâu ăn cái đó đi rồi chiều cho ông Thảo. Mà chưa ăn đâu, lấy ra hết dĩa đi. Mày còn khui vậy ra mới ngon. Bỏ đi dĩa hết đi. Móc mới ngon. Mẹ mày mệt mày ăn sầu riêng 100 đồng á. 100 đồng. Chuyện nhỏ. It's okay. Mọi người trả. Ơ quên bạn tặng bạn tính anh trả. Đây. Quá hả? Hay đông lạnh vậy? Tôi bao nhiêu trái cho bạn Hằng? Trái này có 100 đồng chứ mấy. Mua chợ nào cho bạn Hằng? À, mua chợ Sài Gòn Market Orlando. Ngon không? It's so good. It's fresh. It's fresh, feel fresh. Not frozen. It's very good. I like it. Ngắn. Má từ thôi. Má thôi. Đồ má. Mày xào lên mà. Đồ má. 11 cái mấy cái. Mấy cái. Má. 11 cái mà đông đứa bây giờ trừ ra một cái. Sao vậy cho hả? Trừ ra cái nhỏ này. Trừ ra cái nhỏ. Đồ má. Nãy tao lấy cái trái nhỏ. Cắm mắt lại đây. Nãy đưa lửa. Qua đây. Cắm mắt lại đứa hai trái đó. Rồi bóc đi. Không có được lửa. Đi nha. Không. Rồi đó. Em đi vô đây. Đâu rồi. Đâu rồi. Bóc xui như vậy á. Con hàng nó ăn nhẹ á. Nên nó đuổi cái gì đó cho con rồi. Nó đuổi cái nhỏ cho con rồi. Nó đuổi cái nhỏ cho con rồi. Măng cục quá rồi nè. Trời ơi măng cục. Trời ơi tao nói chùm măng cục. Oh my goodness. Thấy chưa tôi lựa đâu. Đâu được đây. Ngon baby. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai của em nói cho quý vị là khi quý vị ra ngoài biển rồi quý vị thấy cái tình huống về quý vị
Bây giờ em muốn ăn tái đập làm sao chị? Ok, dòng phấn với cái bản chúng ta đừng nói tiếng. Thôi thôi ông ơi, tôi